trời se lạnh, gió nhẹ. Và đây là thời điểm rất thích hợp để theo dõi một trận thi đấu bóng đá, một trận thi đấu thể thao. Trước khi đến với cuộc so tài này, chúng ta sẽ cùng đến với lễ chào cờ của hai đội. Thời tiết trên sân hồ lúc này là khá lý tưởng, nhiệt độ là 18 độ C và độ ẩm là 78%, tốc độ gió là 19 m/s. Hy vọng các cầu thủ bóng đá của chúng ta sẽ mang lại một niềm vui nữa trong trận đấu ngày hôm nay. Và náo nhiệt đã xuất hiện. Đối với các cầu thủ đối khách thì tiếng ồn như thế này sẽ gây mất tập trung rất nhiều. Đã có tình huống va chạm xảy ra. Trận đấu đang diễn ra rất căng thẳng. Cầu thủ hai bên đang rất dễ bị nổi nóng và mất kiểm soát. Không được rồi. Đỗ Duy Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh. Thành Lương, Văn Kiên, Vinicius xử lý kỹ thuật. Một pha treo bóng vào trong. Pha bay người ngầu rất đẹp. Cú pha phản xạ tuyệt vời. Xuân Mạnh. Cuối cấp hai. Cánh rất thoáng. Pha chắn bóng tốt. Pha chắn bóng tốt. Rất nguy hiểm. Vinicius. Văn Quyết. Những cổ động viên đang được tận hưởng một bữa tiệc tấn công được tạo ra bởi những cầu thủ con cưng. Vinicius. Một tình huống va chạm rất mạnh. Vâng, trọng tài rút thẻ rất là chất. Văn Quyết. Có đoạt bóng rất hay. Và can thiệp tốt. Văn Quyết. Thành Lương. Nguyễn Văn Tùng. Thời gian hiệp 1 của trận đấu không còn nhiều. Tỷ số vẫn đang là không đều. Rất bình tĩnh. Đây. Những gì đang diễn ra cho thấy đây sẽ là một trận đấu đầy khó khăn, và trong lúc khó khăn như thế này thì bản lĩnh của những cầu thủ trụ cột là rất quan trọng. Thành Lương. Vinicius. Thành Lương. Vinicius. Chúng ta thấy được các pha phối hợp đều được thực hiện một cách nhuần nhuyễn chuẩn mực với độ chính xác cao. Làm gì đây? Dứt điểm ngay. Và chúng ta sẽ chờ đợi vào một hiệp hai lột xác, chỉ ít là như vậy, để trận đấu này không phải là trận đấu một chiều. Và đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Hiệp 1 đã khép lại. Hiệp 2 của trận đấu đã bắt đầu. Ở trong hiệp 2 thì đội chủ nhà đã bảo vệ khung thành bên phía phải mảnh của bạn. Ở trên khán đài thì khá nhiều cổ động viên đã rời ghế của mình để đi ra ngoài sân. Có lẽ họ ra để nạp năng lượng và tiếp tục cổ vũ cho hiệp hai. Hiệp một đã diễn ra rất hấp dẫn với rất nhiều tình huống bóng đẹp mắt, căng thẳng, cực tính của đội tuyển.
Một pha phối hợp tấn công rất hay. Vậy là tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Cơ hội để dứt điểm. Không vào. Mục tiêu của hàng phòng ngự là phá bóng đi càng xa càng tốt. Cách tốt nhất để giải tỏa sức ép và cũng là cách tốt nhất để tránh việc thể lực bị bào mòn sẽ dẫn tới những pha xử lý sai lầm. Bá sang. Rất là lướt. Pha chắn bóng tốt. Đỗ Hùng Dũng. Vinicius. Văn Quyết. Pha xử lý rất nhanh và cũng hết sức kỹ thuật. Văn Quyết. Thành Lượng. Pha phá bóng chính xác. Văn Xuân. Trận đấu đang diễn ra rất hay anh em ạ. Tốc độ rất nhanh. Vinicius. Ola. Bá sang. Vậy là tiếng gọi của trọng tài đã vang lên. Họ còn cố định nữa và thể hiện rất tập trung ở tình huống này. Chuyền bóng vào. Bóng đi hết đường biên dọc. Can thiệp tốt. Và như vậy là trọng tài đã nổi còi phép này phối hợp chính. 9 phút thi đấu chính thức của trận đấu này đã khép lại với một kết quả rất kịch tính. Trong hiệp chính nhìn toàn cục, cả hai bên đều đã rất nỗ lực, đều đã rất nhọc nhằn nhưng bàn thắng vẫn chưa đến. Đầu tiên đã bắt đầu ở những phút cuối cùng hiệp hai của trận đấu, một số vị trí đá xuống sức rất rõ. Bóng rơi cơ sập. Và như vậy là lưới đã rút lên. Không có nhiều cơ hội cho thủ môn trong tình huống vừa rồi. Đó là một pha dứt điểm quá hoàn hảo. Phòng ngự thực sự đang gặp vấn đề trong quãng thời gian gần đây. Họ tỏ ra mong manh hơn so với các đối thủ của mình trong quãng thời gian nhập cuộc của mỗi trận đấu. Nguyễn Văn Tùng. Văn Quyết. Tuấn Hải. Chiếc máy cắt với hiệu năng rất cao ở ngày hôm nay đang làm việc theo đúng nhịp độ. Cắt chính xác, cắt cần thiết. Đánh đâu? Đấy rồi, không được. Đây rồi, nó vẫn là đôi giày thôi. Cuối cấp 2.
Trần Đình Hoàng, Sĩ Hoàng, Trọng Hoàng, sóng gió đã trôi qua. Cơ hội và đủ người xuất sắc. Bùi Hoàng Việt Anh, Đỗ Duy Mạnh. Và như vậy là trọng tài đã nổi còi phép này phụ đầu tiên, hai đội sẽ đổi sân và hiệp phụ thứ hai trận đấu sẽ bắt đầu. Khá nhịp nhàng. Tình huống trao bóng. Trận đấu vẫn đang diễn ra rất hay và cực kỳ chất lượng. Làm gì đây? Rất khó chịu. Tưởng như đã có tiếng còi. Nguyễn Văn Tùng. Đã có tình huống va chạm xảy ra. Trận đấu đang diễn ra rất căng thẳng. Cầu thủ hai bên đang rất dễ bị nổi nóng và mất kiểm soát. Tình huống chuyền bóng rất sai lầm, rất là lướt. Đường chuyền vào. Những gì đang diễn ra cho thấy đây sẽ là một trận đấu, một trận đấu hay về phần cuối. Một kiếp có lẽ cũng chẳng bao giờ có thể final. Và đó là một điểm kết tuyệt vời cho một trận đấu giữa hai đội bóng sẽ cạnh tranh quyết liệt cho ngôi vô địch. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Và bây giờ xin trở lại trường quay. Rất đáng tiếc.